không dám nhìn vào màn hình. Trong loạt, the biggest shock ever in the AFC Futsal Championship. Vũ Văn Thanh và Pha Hiền. Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt. May mắn một chút thì Tiến Dũng đã có thể ngăn cản vào quyền đăng ký trong trận. Tiến Dũng. Cú đá rất tốt của Xuân Trường. Vẫn là góc bên phía trái. Ba quả đá của chúng ta đến lúc này đều rất tốt. Và không làm dép vào sân ở hiệp 2 với hy vọng thay đổi hàng công. Rất tiếc. Mày ba chúng ta. Trung vệ Bùi Kiên Dũng. Bùi Tiến Dũng. Quay lại thì là sự ngọt ngào, một sự ngọt ngào đến kỳ diệu, hoàn toàn xứng đáng rồi. Một dòng chữ chiến thắng từ trên phía khán đài, một hình ảnh rất đẹp mà người quay phim và đạo diễn hình của trận đấu đã mang đến cho chúng ta. Với Ngọc Hải và Safi, với Ngọc Hải. Cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một sự giải tỏa. Đặng Văn Lâm 1m88 và Baha. Cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Hồng Dũng. Vào rồi. Đây là một trận đấu xuất sắc của Hồng Dũng. Baha save. Cú đá của Baha. Tuyệt vời, tuyệt vời, cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Số 10 của Sơn Anh đối mặt với Đặng Văn Lâm. Văn Lâm lại chiến thắng. Thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Xin chào Bùi Tiến Dũng, xin chào Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã vào tứ kết cuối World Cup 2019 rồi. Tự hào thay hai tiếng Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Bản lĩnh. Is Morioka. No! No! Was it in? That's the question. Morioka is asking. Nguyen Dinh Hoa is in goal. Oh, that looked as though it cleared the line. Yes, well. That hasn't though. Nguyen Bo Quan makes no mistake. Henmi steps up. Henmi scores. Vietnam put themselves up right in the box seat here. Duong An Thuong. Save!
You have to say, Fujiwara didn't know too much about it. And that is unbelievable. Nibuya misses. So a chance here for Vietnam to go further than they've ever been before. And it rests on the shoulders of Phuong Trong Luong. The biggest shot ever in the AFC Futsal Championship. The champions are out. Trần Hữu Đông Triều đã không thể chiến thắng được thủ thành Budianto. 0-3! Tuyệt vời! Thủ thành Lê Văn Trương đã giúp cho trận đấu trở lại thế cân bằng. Hoàng Thanh Tùng đối mặt với thủ môn U19 Indonesia. Một cú đá rất tự tin của cầu thủ Hoa số 18 bên phía đội tuyển U19 Việt Nam. Fiandi chắc chắn gặp sức ép không nhỏ cú đá này. Không vào! Lại là một phản xạ tuyệt vời nữa của Lê Văn Trường. Tuấn Anh, đội trưởng U19 Việt Nam, người được giao trọng trách đội trưởng để thay cho Lương Xuân Trường. Quá cao của Tuấn Anh, rất căng thẳng. Chính xác. Như vậy là tỷ số đã được san bằng 2-2 trong loạt đá luân lưu cho các cầu thủ Indonesia. Phạm Đức Huy là người đá quả thứ 9 cho đội tuyển U19 Việt Nam. Không được. Đá mà thủ thành Nudianto đã cản phá thành công. Như vậy là loạt đá luân lưu đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía đội chủ nhà U19 Indonesia. Không có gì có thể chui rèn bản lĩnh tốt hơn những loạt đá luân lưu cân não như thế này. Tiến Dũng, Hafid có kỹ thuật tốt và những cú đá của anh đều rất hiểm. Quang Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho U23 Việt Nam. Quang Hải đã hai lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này. Quang Hải không vào. Đó là pha đổ người đúng hướng của Anba Kri. Rusande không vào. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với An Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Lương Xuân Trường cú đá rất tốt, cú đá thẳng vào giữa khung thành. Thật tuyệt vời. Bùi Tiến Dũng cố lên. Số 13 của U23 Qatar, đó là Andrej. Tiến Dũng đã đoán. Tiến Dũng và Andrej. Tiến Dũng không vào. Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó. Nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn, rất vừa vặn.
Vũ Văn Thành sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thành. Văn Thành. Văn Thành. Sự thật các bạn ạ, đây là sự thật. Sự thật là chúng ta đã vào chung kết của U23